Heo yêu heo quý. Ui, hôm nay heo béo lắm rồi. Sắp đến ngày được mổ heo rồi. Vui quá à. Các em ơi, đây chính là con heo mà anh với mắt và anh tóc xanh đã nuôi chung trong năm vừa rồi. Hai anh đã giao hẹn là qua Tết sẽ cùng mổ con heo này và chia nhau. Hôm nay là đến lượt anh cho heo ăn. Em lì xì heo đất 500 mỗi ngày. Heo nằm ở đây nghỉ nhá. Sắp đến Tết rồi mà anh chẳng có quần áo mới. Anh vẫn phải mặc quần áo cũ. Tiền thì không có. Về quê không có một đồng nào. Chán ghê. Heo yêu. Ui. Ui. Heo yêu béo quá. Hình như vừa ăn xong bụng kêu ọc ọc ọc. Hôm nay anh phải làm thịt heo thôi. Chắc chắn là anh bố Mark sẽ không cho anh mổ heo đâu. Mình phải mổ bí mật. Không có ai hết. Cơ hội mổ heo của mình đã đến rồi. Heo ơi, đau một tí thôi. Chỉ đau một tí như là muỗi cắn thôi. Không sao đâu. Không được làm thế. Bỏ ra cho anh mổ heo. Chúng ta đã giao nghèo sang năm mới chúng ta mới mổ heo mà. Năm mới mổ mới may mắn. Không thể nào chết đói đến năm mới mới mổ heo được. Giờ ta không có tiền, phải mổ luôn. Nhờ. Trả đây. Heo này là của con heo anh. Đây. Heo này là của anh chứ. Của anh mà. Của anh chứ. Của anh. Ra năm mới mới được mổ. Bỏ ra. Thôi thôi hai anh ơi. Thôi thôi hai anh đừng cãi nhau nữa. Hai anh đừng cãi nhau nữa. Cuối năm rồi. Thôi hai anh không phải cãi nhau nữa đâu. Em đã chuẩn bị một thử thách đập heo cho các anh rồi. Thấy chưa, đừng có mà mổ heo của tôi. Sẽ có một thử thách đầu năm cho anh tóc xanh và anh bốn mắt. Đó chính là đập heo may mắn. Ở đây chỉ có 10 chú heo rất là đáng yêu. Chị sẽ để vào những chú heo này một số tiền từ 50.000 đến 10 triệu đồng. Và chị sẽ để vào đây những lá thăm may mắn hoặc là những hình phạt. Mời các anh vào thực hiện thử thách. Ê, chị Mai hào phóng quá à. Chuẩn bị hẳn 10 con lợn luôn. 10 chú heo. Trời ơi, lần đầu tiên em mà được đập nhiều heo đất như thế đấy. Chị Mai có nói với các em là bên trong chú heo có gì không? Anh không biết trong này có gì đâu. Và bây giờ nhá, theo đúng như luật chơi của chị Mai thì mỗi anh sẽ được đập heo 5 lần. Và bây giờ chúng mình sẽ hỏi tụi mình xem ai được đập heo trước đi. Nào. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Các bé, à các em có biết chú heo béo nhất nằm ở đâu không? Mặc dù là nhìn thì giống hệt nhau, nhưng mà không phân biệt được. Mà không phân biệt được thì anh sẽ phải chọn theo cảm tính của anh. Các em biết không, anh thích nhất là màu vàng. Cho nên anh sẽ chọn một chú heo có màu vàng. 1, 2, 3. Anh sẽ chọn chú heo ở bên này. Yeah. Đầy quá nó không lắc được đấy. Có lẽ nào. Chẳng có nhẽ. Vì anh lắc anh không thấy nó kêu. Không thấy nó kêu là một tín hiệu tốt. Bởi vì không kêu tức là tiền quá chậm đến mức không kêu nổi. Và nếu mà sóc ra là chính là tiền nó ít. Đếm nhá. Một. Bay vào mặt không? Bay vào mặt không? Cắm vào mặt không? Đập nhẹ thôi. Đập nhẹ thôi nhá. 1, 2, 3. Ủa? Không có gì vậy? À thấy rồi. Một tờ giấy các em ơi. Một tờ giấy. Đi đâu? Mở ra tờ giấy xem có cái gì không? Bây giờ là ngân phiếu. Một ngân phiếu trị giá 50.000 đô. Nhưng anh nghĩ chị Mai chắc không có ngân phiếu đâu. Đây là cái gì? Hồi hộp quá à. Tự nhiên lại có tờ giấy. Tưởng là tiền thôi chứ. Gì vậy anh tóc xanh?
giấy có hình phạt là ăn một quả ớt đấy em ơi. Cần phải đen đủ như vậy không? Đây là dấu hiệu của cái gì đây? Của một năm như nào đây? Quả ớt này như quả ớt hiểm vậy. Cố lên. Một năm đỏ như ớt nào. Ui, anh lần này cố gắng lên thật nhanh các em ạ, không phải nhai lâu như lần trước. Cố lên, cố lên. Rồi, đấy là anh bốn mắt nhá. Anh bốn mắt cũng chọn một con màu vàng luôn. Chắc là con màu vàng là có cái hình phạt ở trên con màu vàng còn lại là sẽ không có hình phạt đâu. Anh đập con ngay trước mặt luôn nhá. 1, 2, 3. Một triệu, ôi, 1 triệu đồng luôn. Dạ mà, không ngờ lại được nhiều thế, ngay con đầu tiên đã đập được 1 triệu rồi. Đập sau lại còn có, khi còn may hơn đấy chứ. Trong xanh chọn đi. Tại sao không dạy giờ giang nữa? Này sẽ chọn 1 táo. Màu đỏ là 4 con này không chọn. Đỏ, đỏ nữa là không. Ai sẽ chọn con màu trắng là xa nhất. Nó phải hợp với anh. Để con anh phê lại. Đi hết ra. 1, 2, 3. Lại 1 tờ giấy nữa các em ơi. Cái gì đâu các em ơi. Trời ơi. Mày quá. Gì vậy? Gấp 1/2 số tiền cho người còn lại. Và anh thì không có tiền. Trời ơi. Như vậy là không, lúc nãy anh Tóc Xanh đập được tiền. Có phải mình lấy 1/2 được không? Như vậy là anh không có tiền. Không có bị phạt. Mất 1/2 số tiền. Không chia 2 bằng 0 rồi. Là sao anh xui thì các em lần nào cũng ra tưởng lấy là sao? Anh sẽ đập 1 con màu đỏ. Anh đập con màu đỏ trước mặt này luôn nhá. Anh mất niềm tin vào trò này quá. 1, 2, 3. Tờ giấy. Đếm xem bao nhiêu tiền đã. Người 20 tờ em ơi. Có 10 triệu. Anh đã lấy được giải thưởng to nhất. Yeah. 10 triệu. Ôi trời ơi, tôi giàu rồi. Còn 11 triệu đấy là 11 triệu. Ui, vui quá. Anh biết đâu có phần thưởng to, anh đập tiếp đi. Đập tiếp đi. Vui quá. Đây, vẫn còn 2, 4, 6 con nữa cơ. Không, tâm trạng lại đập nữa rồi. Anh vẫn chưa có 1 xu lẻ, 1 cắc bạc mà. Trong khi anh muốn mắc có 11 triệu. 11 triệu. Chả lắm rồi. Đập một con màu trắng hay không? Đập tiếp con màu trắng. Một tờ giấy. Một tờ giấy nữa. Mẹ Tóc Xanh mở. Một tờ giấy.
tờ giấy. Ba lần đập ra ba tờ giấy lần nào. Gì vậy? Anh giàu rồi. Gì vậy? Ôi, các anh đấy tờ giấy mà các anh đóng xanh lại vui à các em, không phải hình phạt à? Các em ơi, đây mình đến là khổ tận cam lai. Đọc xong tờ giấy này em muốn khóc luôn. Cảm ơn mọi người. Gì vậy? Cảm ơn các cụ đã phù hộ cho con. Tờ giấy của anh đó chính là lấy một nửa số tiền của người con lao. Điều ôi anh thật là may mắn. Cảm ơn chị. Thôi bây giờ chơi với em rất vui. Không thể tưởng tượng được những gì vừa xảy ra như là một bộ phim. Em ơi, như một bộ phim. Chỉ trong một phút chốc anh biến thành một bàn tay trắng. Đi lên từ một anh biến thành một bàn tay trắng, biến thành một triệu phú. Thôi được đấy, đọc con vàng trước mặt luôn. Thích quá. Con vàng có một con, anh đập con đỏ đi. Anh đập con đỏ này. Một, hai, ba. Gì đang xảy ra đây em ơi? Lại một con ra. Lại một kiểu là kho báu luôn. Gì vậy trời ơi? Để ít hơn lần trước. Gì vậy? Sao em buồn mắt cứ sờ vào con heo đất nào là con đấy giấu vậy? Em ơi, ở đây có 10 tờ là 5 triệu. Anh lại phục hồi số tiền như cũ rồi. Chán lắm hồi này. Còn 4 con lợn nữa. Thử ra một tờ giấy mà xem. 3 lần rồi. Chắc đều là giấy rồi. Không nhiều là còn giấy nữa không. Mai có còn cho thêm giấy vào đây nữa không? Đập vào con ta giấy nữa thì sao? Anh sẽ tìm chị Ma. giấy này giấy giấy. Ôi may quá không phải giấy. Một tờ em ơi, một tờ còn hơn là giấy. Thoát khỏi lời nguyền, anh đã thoát khỏi lời nguyền đập heo ra giấy. Này, anh đập hai con đỏ nhỉ, anh có sẽ đập một con đỏ đúng không? Anh biết nốt con đỏ còn lại. Ok. Đấy. Anh đập nốt con đỏ còn lại, còn con trắng con vàng. Anh nghĩ màu đỏ sẽ may mắn đấy. 1, 2, 3. Cái gì vậy trời? Cười. Ôi trời ơi, con máu luôn không? Lúc nào đập ra một đống tiền luôn. Anh đoán chỉ ra một tờ. Anh lúc nào chỉ ra một tờ thôi em ạ. Một tờ giấy hoặc một tờ nữa này. Chắc không biết đâu còn 50 triệu sao ha. Các em ơi, cái này khoảng 50.000 các em ạ. Cũng được. Trước mắt chúng ta chỉ còn hai chú heo duy nhất. Một chú heo màu vàng, một chú heo màu trắng. Theo như anh suy luận thì vừa nãy chú heo màu vàng đã có hình phạt rồi, cho nên chú heo này sẽ chắc chắn là sẽ có tiền. Anh sẽ đập chú heo vàng. Các em hãy may mắn nhá. Anh đã rất xui xẻo rồi, các em hãy cầu nguyện cho anh thật may mắn. Không xèo gì, có hẳn lấy được hẳn 5,5 triệu của người ta rồi. 1, 2, 3. Rồi, gì vậy? Lời nguyện ôi hoa nữ hay thảo tư cho người em gái chung người thôi. Chúng đẩy 20 cái. Các em ạ, cũng được, không anh đập 100% ra tiền luôn. Mà tất cả những mệnh giá là to nhất này. 10 triệu, 5 triệu, 1 triệu, 100 nghìn và 50 nghìn tiền lẻ. Và chưa hết, chúng ta còn hình phạt cho anh tóc xanh, mới tóc xanh.